Vô tay chưa to nữa. Một lần nữa Lâm Nhật xin gửi đến tất cả quý vị, các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ, phụ huynh, toàn thể quý vị khách quý, ban tổ chức, các đạo diễn, xin gửi đến quý vị lời chào yêu thương và kính trọng nhất. Xin cảm ơn Xuân Tiến. Vâng, sẽ là một ca khúc rất là ý nghĩa, bởi vì tất cả các thí sinh và các phụ huynh đến từ khắp mọi miền của đất nước để về đây. Trong cái buổi, mặc dù hôm nay chưa phải gala, chưa phải chung kết xếp hàng, mà cả con khóc quá, cả con khóc rồi cả thầy cô rồi phụ huynh khóc hết, sẽ không có một ca khúc nào ý nghĩa bằng một bài hát rất nổi tiếng, quen thuộc và gắn liền với Lâm Nhật suốt bao nhiêu năm qua, Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Chắc là phải vỗ tay lại chứ, vỗ tay gì mà nghe vỗ tay. Mình vỗ tay theo tiếng nhạc á, mình vỗ tay tiếng nhạc nè. 2, 3. Bên phải lên đây nè. Cho cái mic lên lớn lên nha, mic lớn. Bên trái. Đúng rồi. Quý vị đằng xa. Gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau. Tiếng mưa rơi đêm mấy triệu hạt rồi mà chưa với nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đắm. Tiếng mưa rơi đêm mấy triệu hạt rồi mà chưa với nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đắm thắm. Ở
thầm thầm. Kính quý vị, một tràng pháo tay cho Long Nhược. Xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn. Đồng hương của em đó. Dạ, đồng hương. Long Nhược rất là xúc động và rất là hạnh phúc. Chúc cho cuộc thi của chúng ta được thành công rực rỡ. Vâng, và chúc anh kỷ niệm 30 năm hành trình ca hát với live show thật lớn. Dạ, bán vé đã rẻ.